Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cái gì? Không phải chứ? Tần Phạt Thiên ở đây, đến chiến đấu đi. Hạng 2 của bảng xếp hạng Thiên Kiều. Lại là phụ thân Tần Phạt Thiên của ta. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, uy danh của Tần Phạt Thiên nổi danh, cho dù ta không ngừng đánh bại các thiên kiều. Nhưng mọi người thường nói ta không làm mất danh của Tần Phạt Thiên. Chiến đấu. Thế thì chiến đấu. Không hổ danh là phụ thân của ta ở thế giới này. Chỉ nói về chiến lực, ta của bây giờ vẫn không thể nào chiến thắng được Tần Phạt Thiên lúc còn trẻ. Đương nhiên, ông ta cũng không có cách nào để chiến thắng được ta. Nhưng ta có Vĩnh Động Đan Điền. Ta có thể luôn luôn chiến đấu, vẫn luôn học tập trưởng thành trong chiến đấu. Chiến. Điều ra, người ngược lại nói thử, rốt cuộc bảng xếp hạng thiên kiêu là kẻ nào? Vũ Hóa Đại Đế. Lại là Vũ Hóa Đại Đế, một vị đại đế duy nhất của Vũ Hóa Môn. Ấy, đã đoán là cao thủ, nhưng không ngờ lại là Vũ Hóa Đại Đế. Dù sao, Vũ Hóa Đại Đế cách chúng ta quá xa xôi. Mỗi một vị đại đế khi còn trẻ đều là tồn tại vô địch. Vũ Hóa Đại Đế cũng không ngoại lệ, ông ấy đã từng xưng bá ở một thời đại. Để vô số thiên kiêu phải cúi đầu xuống. Cho nên thập bát thần tử có thể giết được đến trước top 2, trước top 3, top 2. Nhưng tuyệt đối không thể nào chiến thắng được Vũ Hóa Đại Đế khi còn trẻ. Nói một cách chính xác, thập bát thần tử giết vào top 2 cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì người xếp hạng thứ 2 chính là phụ thân của thập bát thần tử, Tần Phạt Thiên. Ở thời đại của Tần Phạt Thiên, ông ta là người có hy vọng có thành tựu đại đế nhất. Chỉ là vì sự thay đổi của quy luật thiên địa, 8 vạn năm đế lộ đã bị cắt đứt. Tần Phạt Thiên cho dù có xuất sắc cũng không thể nào thay đổi được quy luật của thiên địa. Uy danh của sự tích của Tần Phạt Thiên chúng ta đều đã biết. Quả thật là tồn tại có thể chấn áp thiên kiêu cùng thế hệ. Xếp hạng của Vũ Hóa Đại Đế còn ở trên trần Tần Phạt Thiên. Có thể tưởng tượng Vũ Hóa Đại Đế khi còn trẻ yêu nghiệt đến mức độ nào. Thập bát thần tử bây giờ xếp hạng 3 đã là vô cùng vinh dự. Muốn vào top 1 khó như lên trời. Hai vị tỷ tỷ, các người cảm thấy thập bát thần tử sẽ tiến bộ đến mức độ nào? Đi vào trước top 2. Không thể nào Tần Phạt Thiên người này không thể nào chiến thắng được. Cũng chưa chắc đâu. Ta ở bên cạnh thập bát thần tử lâu như vậy, cảm giác
Chỉnh thể là thập bát thần tử có chút kỳ lạ. Hắn có át chủ bài, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Có thể dùng nhiều phương thức quỷ dị để đánh bại đối thủ. Ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Không phải là có khả năng, mà nhất định là như vậy. Đoàn cô nương vẫn không hiểu thấu được thập bát thần tử rồi.